Dạ, A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô giáo, thưa toàn thể đại chúng, chúng ta tiếp tục nghe chia sẻ về ngũ đài tâm chú. Chúng ta tiếp tục học các vị nhé. Và vừa rồi chúng ta học câu chú thứ ba trong ngũ đài tâm chú là mật vị trụ. Bài kệ vừa rồi chúng ta học cũng gần xong rồi các vị. Hôm nay chúng ta nghe lại bài kệ chút xíu các vị nhé. Rồi chúng ta tiếp tục học tiếp. Bài kệ là: Bưng núi Cần Kỳ khắp hư không, kim phương đông kim cang trống ma quân, tám muôn bốn ngàn thường ủng hộ, hay khiến nhân hành nhập đại định. Có nghĩa là Hòa Thượng Tiêu Hóa dạy rằng nếu những người trì tụng chú Lăng Nghiêm, không những tám muôn bốn ngàn các ngài kim cang mật tích, các ngài kim cang Bồ Tát, kim cang Tạng Vương Bồ Tát, không những các ngài dừng ở nơi tám muôn bốn ngàn ngài, mà là vô số các ngài ở tận hư không khắp pháp giới, luôn luôn lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta, gia trì, hỗ trợ, bảo vệ chúng ta. Nhất là các ngài nói là những cái người trong chánh tu hành, các ngài sẽ giúp cho họ dễ nhập vào đại định. Thì người trong chánh tu hành là người như thế nào các vị chúng ta nghe nhé, rất là quan trọng. Các ngài nói phải là người chân chánh tu hành, trì tụng chú Lăng Nghiêm, chân chánh tu hành thì các ngài mới gia trì ủng hộ bảo vệ chúng ta. Các ngài khi mà chúng ta trì tụng như vậy thì các ngài tay bưng núi, tay cầm chùy đầy khắp hư không để mà bảo hộ chúng ta, không có để thiên ma ngoại đạo, yêu quái ác tinh có cơ hội mà làm não loạn tâm của chúng ta, và cũng không có để tai nạn bất ngờ gì xảy đến với chúng ta được các vị. Nhưng mà đặc biệt ngài nói phải là người chân chánh tu hành. Người chân chánh tu hành là người như thế nào? Các ngài nói người chân chánh tu hành, Hòa Thượng Tiêu Hóa nói là người phải có công phu, phải là người nội công ngoại đức. Nội công là như thế nào? Nội công có nghĩa là trong tâm của chúng ta phải có cái sức định tĩnh, phải có định lực, niệm lực, tâm thanh tịnh, ít vọng động, đó gọi là nội công các vị. Và các ngài nói là nếu mà muốn thử cái người đó có định lực hay không, ngài dùng bát phong làm thước đo. Bát phong là gì các vị? Bát phong là tám ngọn gió làm thước đo để đo cái sự công phu tu tập của chúng ta. Tám ngọn gió đó là được, mất, khen, chê, vinh, nhục, khổ và vui. Nếu mà tám ngọn gió này thổi đến mà tâm của chúng ta vẫn như như bất động, đó là chúng ta có công phu, đó là công phu thứ thiện, đó là người đã có định lực, người gọi là đó là người chân chánh tu hành. Cho nên các vị nghe cái câu chuyện này để coi thử chúng ta cái thước đo của bác Phong đối với cuộc đời của chúng ta, chúng ta thấy mình định được hay là bị ngọn gió, một ngọn gió nó thay, nó đổi, nó thổi chúng ta các vị nhé. Chúng ta nghe cái câu chuyện nhà thiền, và câu chuyện đó là của ngài Phật Ống và Tô Đông Pha. Các vị có thường nghe tên của hai vị này không ạ? Phật Ống và Tô Đông Pha là hai ngài rất là thân nhau, là đôi bạn rất là tâm đắc. Và Tô Đông Pha sanh vào thời nhà Tống, ông sanh vào nhà vương gia các vị, là dòng dõi vua chúa các vị. Ông rất là giỏi về văn thơ,
thi ca, ăn nói rất là lưu rớt, ông ta rất là giỏi. Và ông là một Phật tử thuần thành. Ông rất là thông với Ngài Thiền Sư Phật Ấn. Cho nên là ông ta thường hay đến chùa Kim Sơn để mà đàm đạo Phật Pháp cùng với Thiền Sư Phật Ấn. Một hôm, ông ta Tô Đông Pha làm sáng tác một bài thơ rất là hay, rất là ý tứ, và ông thấy rất là tâm đắc. Vì thế cho nên ông sai người đem tặng cái bài thơ đó cho Thiền Sư Phật Ấn. Bài thơ như vậy: Khể thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Có nghĩa, dịch nghĩa là đảnh lễ bậc giác ngộ, hào quang chiếu vũ trụ, tám gió thổi không động, ngồi vững tòa sang sen vàng. Cái bài thơ là như vậy các vị. Khi xem bài thơ xong, Ngài Phật Ấn gật đầu, mỉm cười, và Ngài phê hai chữ trong bài thơ là hạ phong. Các vị biết hạ phong là gì không các vị? Hạ phong có nghĩa là đánh rắm đó các vị. Các vị biết đánh rắm không? Đọc bài thơ rất là hay, nhưng mà Hòa Thượng Ngàn Thiền Sư Phật Ấn ghi hai chữ, phê hai chữ là hạ phong. Hạ phong có nghĩa là đánh rắm. Các vị có hiểu từ đánh rắm không ạ? Không, ở đây ai không hiểu hai từ đánh rắm không? Đánh rắm nói thô tục là gì? Chúng ta chắc ai cũng biết đúng không ạ? Rồi Ngài Phật Ấn phê hai chữ đó rồi xong rồi Ngài mới đưa cái lá thư cho cái người đem thư đó, đem về lại cho Tô Đông Pha. Thì Tô Đông Pha xem thì thấy Ngài Phật Ấn phê hai chữ như vậy. Tô Đông Pha rất là tức giận. Ông ta lên thiền qua sông để hỏi tội Ngài Phật Ấn. Thì Ngài Phật Ấn biết là Tô Đông Pha sẽ đến, cho nên là Ngài đến ra trước bờ sông Ngài chờ. Thì thiền vừa cập bến, Tô Đông Pha lên bờ và hỏi Ngài Phật Ấn như vậy: bài thơ của tôi ý tứ câu cứu sai sót chỗ nào mà ông lại phê hai chữ như thế kia? Hai chữ là hạ phong đó các vị. Hai chữ như thế kia, ông ta rất là tức. Sau Ngài Phật Ấn, hỏi tội Ngài Phật Ấn như vậy, Ngài Phật Ấn mỉm cười. Ngài Phật Ấn nói: ủa sao Ngài nói với tôi là bát phong suy bất động, có nghĩa là tám gió thổi Ngài không động, mà tại sao một cái đánh rắn của tôi mà thổi Ngài bay từ bên đó qua sông đến tận đây rồi? Thì các vị thấy không ạ? À? Coi thử mình có giống ông Tô Đông Pha không các vị? Chỉ một lời chê thôi, một lời coi như là không có đúng với tâm ý của mình thôi, là đã tức giận bay từ ở bên kia sông qua bên đây sông để hỏi tội Ngài Phật Ấn. Thì đó, Ngài Phật Ấn nói cái câu đó, nói: ủa sao Ngài nói là bát phong suy bất động, có nghĩa là tám gió thổi Ngài không động, mà sao có chỉ có cái đâm rắn của tôi mà thổi Ngài từ bên đó qua tận, vượt qua sông đến tận bên đây rồi. Đó, cho nên cuối cùng Ngài Phật Ấn nhận ra, đúng ra là mình cả đời chỉ giỏi văn thơ, giỏi nói lưu loát, giỏi văn chương, nhưng mà chưa có giỏi tu. Các vị thấy chúng ta có giống Ngài ông Tô Đông Pha không các vị? Nhiều lúc mình cứ tưởng đâu mình giỏi rồi, mình tu lâu rồi, mình tu trong đạo tràng, mình nghe pháp cô giáo tối ngày rồi, cho nên là mình cứ nghĩ là mình chắc ăn rồi, mình tốt rồi. Nhưng mà không ngờ có một bữa nọ, bạn đồng tu mình nói: chị tu sao mà em thấy chị tu lâu quá rồi mà tập khí chị vẫn còn nguyên si à, chị vẫn còn nóng nảy, chị vẫn còn sân si, chị hay dòm ngó chuyện của người khác, rồi chị bực mình, chị phiền não, chị dễ nóng nảy nữa. Mình nói họ như vậy thì bắt đầu họ như thế nào ạ? Nói mình tu mà nóng nảy như vậy, sân giận như vậy thì phước đức của mình nó bị thiêu cháy hết, không còn đâu chị ạ.
Thì vị đó mặc dù biết là cái lời này nó cũng là cái ngờ cũng đúng, trung ngôn nghịch nhĩ mà, nhưng mà mình không chấp nhận. Sao? Bị cái gió chê nó thổi đến làm cho cái tâm của mình bắt đầu cái gì à? Khởi lên, bực tức trong lòng, rồi hiện ra nét mặt, mặt gì? Đỏ hay là tái xanh mặt mày, buồn, tức. Thôi từ đây về sau không chơi với bạn nữa. Bà nói những cái lời khó nghe, đúng không ạ? Chỉ một bọn gió chê thôi cũng làm cho chúng ta lay động rồi, huống chi mà tám ngọn gió, càng lúc gió càng mạnh như vậy, thì thử hỏi chúng ta có giữ vững được cái tâm định tĩnh của mình hay không. Và các ngài nói là chúng ta tu như thế nào không biết, nhưng mà lấy tám ngọn gió này làm thước đo cho chính bản thân của chúng ta, thử xem thử khi nào chúng ta được mà chúng ta thấy bình thường. Ví dụ như là con của chúng ta nó có, ví dụ như vậy ha, có chồng cũng lâu lắm rồi mà không có con. Hôm nọ nhờ cái sự công phu của mình hồi hướng cho họ, và mình nói con của mình hãy ăn chay, niệm Phật, phóng sanh, bố thí và cầu khẩn ngài Quan Âm. Vì mình biết trong đạo tràng ngài Quan Âm rất là nhiều con, cho nên mình dạy con của mình hãy cầu ngài Quan Thế Âm đi, xin ngài cho con một đứa con. Thì tự nhiên cái hôm đó ít lâu sau con của mình nó mang bầu, chứ mình mừng không? Được, đúng không? Mừng, bắt đầu đi khoe khoang, đi nói mừng. Đó là ngọn gió được nó làm cho mình, tâm mình lay động rồi, đúng không ạ? Mất nếu có rồi mà mình không giữ được, hay là sanh ra rồi rất là bụ bẩm, rất là dễ thương, yêu thương nó vô cùng, nhưng mà nó có duyên với mình 2-3 năm rồi nó bỏ mình, nó đi, nó chết, nó không còn sống với mình nữa, thì mình bắt đầu gì? Mất thì mình bắt đầu mình động tâm không? Buồn, khổ, đúng không ạ? Cho nên các ngài nói chúng ta hãy dùng 8 cái ngọn gió này để mà trách nhiệm trong sự công phu tu tập của chúng ta. Nếu mà 8 ngọn gió này nó thổi đến mà tâm của chúng ta không lay động, đó là đúng là chúng ta là người tu thứ thiệt rồi đó các vị. Đúng là người chân chánh tu hành rồi đó các vị. Và một câu chuyện thứ hai nữa là câu chuyện của một nữ cư sĩ. Mặc dù cô ta không có tu đạo tràng của mình, cũng không có nghe cô giáo của chúng ta giảng ngày nào, không nghe pháp của cô giáo của chúng ta, nhưng mà cô ta thực hành y như lời cô giáo của chúng ta chỉ dạy. Vì cô ta có phước đức rất là lớn, sanh vào cùng thời Đức Phật. Ngài cô ta là một người cư sĩ bình thường và cũng thấm nhuần lời của Đức Phật dạy. Cho nên một hôm cô thiết lễ trai tăng ở liêu thất của ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất. Và trong lúc thiết lễ trai tăng các vị, bà ta dâng phẩm vật, sớt bát dâng phẩm vật cúng dường lên chư tăng. Tổ chức, các vị nhớ nha, tổ chức, bà ta tổ chức buổi lễ trai tăng cúng dường ở tại liêu thất của ngài Xá Lợi Phất. Thì trong khi thiết lễ trai tăng cúng dường, bà sớt bát dâng phẩm vật lên cho chư tăng, thì có một người mang thư đến đưa cho bà. Thì bà mới dở ra xem, thì đây là hung tin báo là chồng con của bà, chồng và 2 đứa con của bà trên đường đi nhiệm vụ về bị đối phương phục kích giết chết cả chồng và 2 đứa con trai của bà. Được báo tin như vậy, bà bình tĩnh, bà xếp cái tờ giấy đó lại làm tư, rồi bà nhét vào túi, rồi bà tiếp tục dâng lễ cúng dường. Thì lúc đó có một cô tỳ nữ của bà ôm một cái hũ mật và sữa trong đó ra để mà cúng dường, sớt bát cúng dường cho chư tăng các vị.
mật đó rất là quý, hũ mật rất là, cái hũ của các vị rất là quý giá, tại vì bà thuộc dòng gia quý tộc mà, cho nên cái hũ mật đó rất là quý, và đựng mật và sữa trong đó. Thì cô tỳ nữ đó ôm ra để xớt bát cúng dường cho chư tăng, thì không biết đi như thế nào, cô ta dấp té ngã xuống, bể cái hũ mật, bể cái hũ tan tành. Thì lúc đó chư tăng thấy như vậy mỉm cười mới đến an ủi bà: cô ơi, hễ mà có cái hũ thì kèm theo chữ bể, có hũ là kèm theo chữ bể rồi, cho nên nó là có hũ là sẽ có bể. Vì thế cho nên cái chuyện mà có rồi mất đi thì chuyện đó bình thường. Cho nên cô ơi, cô đừng có bận tâm, cô đừng có buồn cô nhé. Thì chư tăng nói như vậy, thì bà mới nói: thưa thầy, chuyện này là chuyện nhỏ thôi, con không có bận tâm, con không có để lòng. Nhưng mà ngay trong giờ phút này, ngay đây, con mới biết tin là chồng của con và hai đứa con trai của con bị phục, bị đối phương phục kích, giết chết giữa đường, trên đường đi về nhà, và họ đã chết. Và con vẫn tiếp tục, vẫn bình tĩnh, vẫn tiếp tục buổi lễ xớt bát trai tăng này. Thì Ngài Xá Lợi Phất khi nghe bà nói như vậy, Ngài Xá Lợi Phất khen khen người bà: bà là một người Phật tử đúng là thuần thành chân chánh, có đức hạnh, có định tâm, có định tĩnh rất là sáng suốt. Sáng suốt ở đâu các vị? Vì có định tĩnh cho nên bà rất là sáng suốt. Sáng suốt ở sự tư duy và suy nghĩ của bà. Bà nghĩ bây giờ bà có đi đến đó hay không thì chồng con của bà cũng đã chết rồi. Còn bà có tất tả chạy đến đó, gấp gáp chạy đến đó đi nữa rồi cũng chỉ đem hai cái xác về để làm đám ma chôn cất mà thôi. Vì thế cho nên bà mới suy nghĩ chuyện gì quan trọng nhất để cho lợi lạc cả mình và hai cái người thân yêu của mình. Vì thế cho nên bà suy nghĩ rất là sáng suốt. Bà tiếp tục ở lại dâng lễ cúng dường, bình tĩnh trụ tâm làm cái việc của mình đang cần làm. Thì buổi lễ diễn ra một cách chu toàn và hoàn tất một cách viên mãn. Thì bà đem cái công đức này, công đức có được của bà ngày hôm nay hồi hướng cho chồng con của bà. Và bà nói, và bà cũng nghĩ rằng con của bà lúc này cũng rất là cần cái sự định tĩnh cái tâm của bà. Và đem cái tâm của bà, đem công đức của bà hồi hướng cho họ. Thì trong giờ phút đó bà hồi hướng, thì chồng và hai đứa con của bà được tái sanh về cảnh giới lành. Và không ít lâu sau, bà được nhập vào dòng thánh các vị. Thì chúng ta thấy câu chuyện của bà, chúng ta thấy giống như cô giáo của chúng ta thường hay nhắc nhở trong đạo tràng của chúng ta không ạ? Chúng ta có thể làm được giống như bà không ạ? Có phải cô giáo của chúng ta mỗi lần đi đến khóa tu thì cô giáo chúng ta nhắc chúng ta như thế nào ạ? Khi mà đến khóa tu rồi thì tất cả các vị dự khóa tu thì hãy dùng trí giao trí tuệ của mình chặt đứt tất cả những dây mơ rỡ má nó theo mình, và gì, buông bỏ chồng con nhà cửa, đúng không ạ? Và công ăn việc làm để cho cái tâm rộng rang, cái tâm thanh tịnh bước vào khóa tu. Dù có nhà cháy còn chết cũng gì, tâm không lay động. Có phải cô giáo của chúng ta thường nhắc nhở mình như vậy không? Các vị, nếu mà việc sự việc xảy ra với mình như vậy, các vị có định tĩnh được giống như như bà ta không các vị? Có làm được như vậy không? Mặc dù cô giáo chúng ta nhắc nhở như vậy, nhưng mà các vị biết sở dĩ mà bà ta làm được như vậy, bà ta có sức định và sự suy nghĩ rất là sáng suốt. Và vì Phật tử biết, các vị biết là chúng ta, cô giáo chúng ta dạy,
chúng ta phải buông bỏ tất cả, đem cái tâm rộng rang này, cái tâm thanh tịnh này để vào khóa tu, tu tập. Các vị biết nếu mà chúng ta dùng cái tâm này tu tập 1 giờ, chúng ta có công đức 1 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, chúng ta sẽ có trọn vẹn công đức 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Các vị, chính cái công đức này, trụ tâm này, cái tâm thanh tịnh này, cái công đức này rất là lớn, sẽ giải được cái nghiệp quá khứ của chúng ta. Và chính nhờ cái công đức này mà cứu được cửu hiền thất tổ của chúng ta, cứu được oan gia trái chủ của chúng ta, và đem cái công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh, thì chúng sanh lợi lạc vô cùng. Vì thế cho nên các vị thấy cô giáo của chúng ta luôn luôn lúc nào mỗi lần có tu thì cô giáo dạy chúng ta, nhắc nhở đạo tràng của chúng ta là gì? Có phải là phải trụ tâm hết sức có thể không ạ? Buông bỏ hết, cả cả điện thoại cũng không cần. Và dù có nhà cháy, con chết cũng không được chạy về, không được động tâm. Nhưng mà các vị ơi, không biết các vị suy nghĩ lại coi thứ mình có bình tĩnh để mà trụ được không các vị? Giả dụ như chúng ta có một thằng con thôi, thương yêu nó vô cùng, trên đường đi làm về nó bị si tông chết, trong khi đó mình cũng đang tu trong đạo tràng, thì các vị nghe tin như vậy các vị có đứng vững không các vị? Hay là vật vã tốc tá chạy đến hiện trường, tâm mình rối bời, tâm mình loạn động, tâm mình không còn nhớ nghĩ gì hết. Mặc dù đang tu trong đạo tràng rất là miên mật, mặc dù cô giáo chúng ta nhắc nhở như vậy, nhưng mà khi nghe tin như vậy thì các vị bất chấp, không còn nghe gì nữa hết, không nhớ lời cô giáo vậy luôn, mà chỉ chạy và chạy đến hiện trường đó thôi. Thì chạy đến hiện trường đó thì các vị làm gì ạ? Các vị bắt đầu khóc, than, đau đớn, rồi than trời, trách đất, rồi tuyệt vọng đủ thứ thứ hết. Cái tâm mình hỗn loạn như vậy, thì quý Phật tử biết, các ngài nói nếu mà chúng ta đem cái tâm này mà cho cái người đã mất đó, vì quý Phật tử biết là cái người đã mất đó, họ không chấp nhận họ chết đâu các vị, họ không chấp nhận họ bỏ thân đâu. Tại vì cái sức sống của họ, họ nghĩ họ còn sống dài, sống dai, họ đang trên đường đi làm về, họ không nghĩ, không bao giờ nghĩ họ chết. Nhưng mà khi tai nạn các vị tung họ một cái, đụng họ một cái rầm họ tan xương nát thịt, thì cái thần thức họ sẽ đi ra ngoài tức khắc, và họ sẽ nhìn lại cái thân của họ. Lúc này tâm của họ như thế nào các vị? Hỗn loạn, lo âu, sợ hãi, khóc than và buồn khổ và tuyệt vọng vô cùng. Họ đang đau đớn nữa các vị, họ đang khổ sở đến cùng tột. Nhưng mà mình thì sao? Mình lại đem cái tâm đó, đem cái sự khổ đau đó, đem cái tâm tán loạn đó, đem cái sự vật vã tiếp tục của chúng ta, tuyệt vọng của chúng ta tặng cho họ nữa, thì các vị biết là họ sẽ như thế nào các vị? Họ sẽ như thế nào? Họ có được siêu thoát hay không? Họ có được hết khổ hay không? Nếu mà chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta thương họ, nhưng mà đó là hại họ các vị. Cho nên chúng ta thấy cô giáo của mình trí tuệ không ạ? Tuyệt vời không ạ? Chỉ dạy chúng ta một cách rõ ràng như vậy, chúng ta chỉ cần y giáo phụng hành thôi, không có nghi ngờ gì hết, thì các vị sẽ có kết quả rất là mỹ mãn như vậy, rất là tốt như vậy, cứu mình và cứu người. Thì các vị thấy qua cái câu chuyện này, thì chúng ta hy vọng là chúng ta hãy y giáo phụng hành lời cô giáo dạy. Đã vào khóa tu rồi thì chúng ta dứt khoát không để ý chuyện bên ngoài, kể cả gia đình của chúng ta có vấn đề gì, chúng ta cũng nên hãy trụ tâm lại, định tĩnh lại, sáng suốt, để mà tu tập tinh tấn hơn, khẩn thiết hơn, trụ tâm nhiều hơn, để trọn vẹn công đức hồi hướng cho họ các vị nhé. Đây là cái việc mình rất là quan trọng của người Phật tử chúng ta cần làm, chứ không phải là chúng ta vật vã giống như người ở ngoài kia. Chính nhờ công đức này chúng ta sẽ cứu được họ, không những cứu được họ thoát khỏi sanh tử luân hồi, mà không những cứu họ mà sanh về cõi lành, mà cứu họ thoát khỏi sanh tử luân hồi luôn, về thế giới Tây Phương Cực Lạc luôn. Vì chúng ta đã biết được, gặp được cô giáo, cô giáo chỉ dạy chúng ta khai thị rất là tường tận, rất là rõ ràng. Bây giờ chúng ta chỉ có thực hành mà thôi. Cho nên chúng ta thấy may, mình may mắn hơn cái cô Phật tử thời Đức Phật không ạ?
Cho nên thời Đức Phật cô trụ tâm như vậy và có định lực như vậy mà chỉ hướng chồng con của bà sanh về cảnh giới lành thôi, họ vẫn còn tiếp tục trong vòng sanh tử luân hồi. Còn mình thì sao ạ? Nếu mà mình biết được, thực hành được lời cô giáo dạy thì mình hồi hướng cho họ về Tây Phương Cực Lạc luôn, thành Phật luôn, không còn sanh tử luân hồi nữa. Thì chúng ta thấy may mắn gặp cô giáo không ạ? Và bà ta nhập vào dòng thánh. Nhập vào dòng thánh có nghĩa là còn đi đường lòng vòng, còn lâu lắm mới được thành Phật. Còn chúng ta thì một đời này, nếu chúng ta có định lực, định tâm như vậy, còn về Tây Phương Cực Lạc, thì một khi bỏ thân này chúng ta nhất định thượng phẩm thượng sanh thành Phật ngay tức khắc các vị nhé. Cho nên chúng ta thấy cái nào lợi, cái nào hại, cái nào quan trọng và cái nào không quan trọng. Cho nên các vị ơi, chúng ta tu tập trong đạo tràng của cô giáo rồi tuyệt vời. Những cái gì mà thời Đức Phật dạy Phật tử thực hành như thế nào, bây giờ cô giáo chúng ta dạy chúng ta y như vậy mà còn hơn thế nữa các vị. Cho nên các vị hãy ghi nhớ và thực hành thôi, đừng có nghi ngờ, đừng có coi như là tìm kiếm đâu ở đâu khác nữa các vị nhé. Và các vị chúng ta tiếp tục học câu chú thứ tư. À chưa, còn nữa các vị, đó là nội công. Các vị, Ngài nói chúng ta phải có, tu tập phải có nội công, có nghĩa là có định lực như vậy, có sức định tĩnh như vậy và sáng suốt như vậy. Và các Ngài nói nếu mà chúng ta muốn có cái sự định tĩnh như vậy thì chúng ta phải có niệm lực, định lực và phải có niệm lực. Niệm lực sẽ hỗ trợ cho định lực của chúng ta. Vì sao à các vị? Vì niệm, niệm là gì? Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ một vấn đề đó thôi, lâu ngày dày sáng sĩ trở thành là niệm lực. Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ. Có phải chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nhớ nghĩ câu A Di Đà Phật không ạ? Nhớ nghĩ câu A Di Đà Phật và nhớ nghĩ một đời này chúng ta nhất định vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Có phải cái niệm niệm này chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ trong tâm không? Và vì nhớ nghĩ trong tâm, chúng ta quyết chí một đời này vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta quyết chí một đời này là con xứng đáng của cha Di Đà. Và chúng ta nhớ nghĩ chúng ta là nhân dân ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Vì thế cho nên tất cả sự việc ở thế gian đến với chúng ta, dù là thuận duyên hay là ác duyên, nghịch cảnh thuận cảnh gì đến với chúng ta rất là dễ dàng tiếp nhận, không có bị động tâm nhiều, dễ dàng buông bỏ, dễ dàng tiếp nhận và dễ dàng giải quyết một cách ổn thỏa. Vì sao? Vì nghĩ mình là nhân dân cõi Tây Phương Cực Lạc rồi, mình là con của cha Di Đà rồi, mình phải sống xứng đáng là con của cha Di Đà. Và nhân dân cõi cực lạc thì mình ở đây đâu còn bao nhiêu năm nữa đâu. Cho nên thì lúc nào mình cũng nghĩ mình như vậy. Cho nên mình chỉ buông bỏ được tất cả các vị. Chính cái sự buông bỏ này, chính cái niệm lực này có, thì chúng ta đến giờ phút lâm chung, cái niệm lực này mới đẩy chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, mới nhớ được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mới về được với Phật các vị. Chứ nếu không, chúng ta không có cái niệm lực này. Và cái niệm lực này sẽ hỗ trợ cho định lực. Vì khi chúng ta có cái niệm lực này thì chúng ta sẽ có cái sức định tĩnh, rất là định tĩnh, bình tĩnh, sáng suốt trong mọi vấn đề. Cho nên Ngài nói khi chúng ta có niệm lực, có định lực rồi thì tâm của chúng ta sẽ ít vọng động, tâm của chúng ta rất là dễ dàng thanh tịnh. Đó mới đúng là người chân thật, chân chánh tu hành các vị. Và đó là nội công. Ngoại đức là như thế nào? Ngoại đức có nghĩa là, và Thượng Tiên Hóa nói chúng ta bên ngoài chúng ta phải phải tài bồi đức hạnh. Bên ngoài chúng ta phải tài bồi đức hạnh. Là tài bồi đức hạnh là như thế nào? Là chúng ta phải ăn chay, phóng sanh, dừng nghiệp. Có phải như vậy Thượng Tiên Hóa nói giống như cô giáo chúng ta không ạ? Và đem cái lòng từ bi,
thương yêu trải hết cho tất cả chúng sanh muôn loài, và luôn luôn trong tâm lúc nào cũng muốn cứu giúp chúng sanh thoát khỏi cảnh khổ đau này. Đó gọi là ngoại ngoại đức ca vệ, có nghĩa là, cho nên ngài nói người chân chánh tu hành là phải là người như vậy, người phải có nội công và ngoại đức. Người có nội công ngoại đức như vậy thì chắc chắn sẽ có các ngài vô lượng vô biên, các ngài long thần hộ pháp, kim cang mật tích bên cạnh chúng ta, gia hộ chúng ta, bảo vệ chúng ta, không có để cái chuyện gì bất trắc xảy đến với chúng ta, bất ngờ xảy đến với chúng ta. Và các ngài sẽ bảo vệ chúng ta an toàn, không có để cho thiên ma họa đạo yêu quái ác tinh nó tác động được chúng ta, không có để cho họ làm tâm của chúng ta rối loạn. Vì thế cho nên là các ngài bảo vệ cái tâm của chúng ta, giúp chúng ta dễ vào định, dễ vào định cái lực định, định tĩnh. Thì khi mà có định rồi thì sẽ phát sanh trí tuệ. Trí tuệ này gọi là trí vô sư. Trí tuệ này là trí tuệ của Phật. Vì thế cho nên Hòa Thượng Tiến Hóa nói đây là Thần Chú Lăng Nghiêm làm mẹ đẻ ra tất cả chư Phật là như vậy. Cho nên ngoài cái việc trì tụng chú Lăng Nghiêm ra, chúng ta còn phải có nội công và ngoại đức các vị nhé. Chứ nếu chúng ta không có nội công ngoại đức, không có phải là một người chân chánh tu hành, không có cái tâm định tĩnh sáng suốt, và thì chúng ta có trì tụng chú Lăng Nghiêm đi nữa, các ngài nói nó cũng có một chút linh nghiệm nào đó thôi. Và có thể là một chút linh nghiệm đó rồi chúng ta sẽ không còn linh nghiệm nữa, và cũng chúng ta có thể là trở thành một người bình thường, và có thể là mang lấy tai họa các vị. Vì các ngài ở một bên hỗ trợ chúng ta, nhưng mà xem cái sự công phu tu tập của chúng ta như thế nào, và tiền đồ Phật pháp của chúng ta có hay không. Nếu mà tiền đồ Phật pháp của chúng ta nó mờ mờ mịt mịt, không đi tới đâu, thì các ngài cũng không ủng hộ và gia trì chúng ta đâu các vị. Cho nên là ngoài cái việc trì tụng chú Lăng Nghiêm, chúng ta phải thực hành như thế nào để có nội công ngoại đức, và phải dùng cái bát phong là tám ngọn gió này làm thước đo hàng ngày cho chúng ta các vị nhé. Nếu mà chúng ta gặp cái việc gì đó mà chúng ta cái tâm của chúng ta vọng động, là chúng ta biết là cái ngọn gió bát phong nó thổi đến chúng ta lay động rồi, nếu mà chúng ta mà bị nó thổi như vậy thì chúng ta là người tu chưa có thật tu các vị. Và đó là chúng ta nghe xong cái câu chú thứ ba là mật địa trụ. Chúng ta xem câu chú, nghe câu chú thứ tư là bát trị đáp la gia, kể như vậy: như ý luân báu diệu khó lường, phương nam hóa sanh vô ý lý, tâm chú thọ trì hiện nguyên hình, lị mị vọng lượng hút sắc đá. Cái câu mà như ý luân báu các vị, đây là diệu bảo của tâm chú, đây là diệu bảo của tâm chú, là cái bảo châu vi diệu không lường, khó lường, không có lường được các vị, vi diệu không có lường, không thể nói được. Câu thứ hai là phương nam hóa sanh vô ý thí. Phương Nam là bảo sanh bộ, Phật bảo sanh làm giáo chủ. Ngài hóa sanh có nghĩa là ngài có thiên biến vạn hóa các vị. Có thiên biến vạn hóa, ngài có thể hỗ trợ chúng ta và bố thí vô ý cho chúng ta, giúp cho chúng ta vượt qua tất cả những nỗi sợ hãi của bản thân chúng ta, giúp chúng ta vượt qua thoát khỏi những cái nỗi sợ hãi, và giúp cho chúng ta được an vui, và ngài cũng sẽ thành tựu được ý nguyện của chúng ta. Đó là câu thứ hai. Câu thứ ba là tâm chú thọ trì hiện nguyên hình. Nghĩa là khi chúng ta trì tụng ngũ đại tâm chú này, bất cứ yêu ma quỷ quái nào đến làm khó chúng ta, tác hại chúng ta,
thì chúng ta chỉ trì tụng ngũ đài tâm chú này sẽ phá được pháp thuật của chú, của chúng, làm cho chúng không còn linh nghiệm nữa, phá được thần thông của chúng các vị. Đó là tâm chú thọ trì hiện hình, là họ sẽ không còn thần thông nữa, và thần thông của họ không còn linh nghiệm nữa, cho nên họ hiện nguyên hình. Chúng ta trì ngũ đại tâm chú thì sẽ làm cho họ không còn thần thông, và họ mình sẽ biết họ yêu quái ở phương nào đến, vì họ đã hiện nguyên hình rồi. Và câu chú thứ tư là lị mị vọng lượng hút sắt đá, có nghĩa là bất cứ yêu ma quỷ quái nào mà làm tổn hại chúng ta thì chúng ta dùng ngũ đại tâm chú này, trì niệm ngũ đại tâm chú này giống như cái máy các vị, giống cái máy mà nó hút sắt đá vào vậy các vị, hút vào không có cho họ tẩu thoát được. Cho nên là ngũ đại tâm chú rất là quan trọng đối với người con Phật của chúng ta. Và có người hỏi ngài làm như thế nào để đối phó ly mị vọng lượng thiên ma ngoại đạo, thì ngài đáp rằng thiên ma ngoại đạo, yêu quái ác tinh, ly mị vọng lượng, họ có thần thông, họ có phép thuật các vị, họ có thể làm cho chúng ta đau đầu, đau răng, đau mắt, nhức mỏi toàn thân, hay ngủ gục, rồi mặt mày xoàn sẩm, rồi đau chân, nhức lưng, rồi nói xàm. Đó là tà thuật của chú đang tác động chúng ta đó các vị. Ngài nói là tà thuật của chúng sẽ làm cho chúng ta như vậy. Nhưng mà khi chúng ta biết được như vậy, chúng ta định tâm trì ngũ đại tâm chú này sẽ làm cho phép thuật của chúng không còn linh nghiệm nữa, thì chúng ta an toàn và được bình an, trở lại bình thường các vị. Cho nên chúng ta mỗi lần mà đau đầu, đau mắt, đau chân, đau răng, đau cái gì toàn thân gì, các vị cũng hãy lết lên đạo tràng, lết đến cái chỗ mà đạo tràng của ta, chúng ta đang công phu tu tập, chúng ta nhất định không bỏ cuộc các vị nhé. Vì đây là sự tác động của hành, làm cho chúng ta mỏi mệt, chúng ta không có tu hành, chúng ta giải đãi. Các ngài nói đây là cái việc họ đang làm. Chúng ta kiên quyết tu tập, nhất định không bỏ cuộc. Nếu mà không xong thì chúng ta xuống rồi trì ngũ đại tâm chú thì chúng ta sẽ khỏi. Thì cái câu chuyện này sư có thực hành qua. Nhưng mà bây giờ các vị ơi, chúng ta hết giờ rồi. Để câu chuyện của sư hôm sau chúng ta nghe các vị nhé. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Mời tất cả chư đạo tràng của chúng ta, đại chúng chúng ta chắp tay hồi hướng ạ. Dạ, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Con cung kính tri ân các ngài đã gia trì hỗ trợ cho con. Xin kính tri ân cô giáo. Cảm ơn tất cả đại chúng đã lắng nghe. Và hẹn gặp lại tất cả các vị tuần sau. Dạ A Di Đà Phật.